Cũng trong sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Ngũ Hành Sơn gồm các ông bà Nguyễn Thị Anh Thi, ông Nguyễn Mạnh Toàn, Thượng tọa Thích Huệ Vinh đã có buổi tiếp xúc đại diện cử tri phường Hòa Hải. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Hòa Hải đã bày tỏ tin tưởng thống nhất với những chủ trương chính sách của thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành thời gian qua. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục quan tâm đến một số vấn đề trên địa bàn phường, nhất là các vấn đề tồn động như sớm di dời các cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ trong khu dân cư, xây dựng các vịnh đỗ xe tại các trường học nhằm giảm ùn tắc giao thông tại cổng trường, đặt tên đường, cấp số nhà tại các khu tái định cư hạ tầng đã hoàn thiện. Chúng tôi đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố nên quan tâm để đầu tư xây dựng cái tổ đình Thạch Nghệ, tức là cái nơi thờ tự ông Tổ Nghệ Đá ở non nước mà cái truyền thống đã mấy trăm năm để đến bây giờ. Trong cái điều kiện thì đối với làng nghề thì không có khả năng để mà đầu tư xây dựng một cái nơi thờ tự cho nó đàng hoàng, nó xứng tầm với một nơi là danh lam thắng cảnh mà ông Tổ Nghệ Đá đã khai sinh ra ở cái nơi này, một cái làng nghề rất là đặc biệt, một cái làng nghề đã nổi tiếng không những trong nước mà trên toàn thế giới. Hơn 10 kiến nghị của cử tri sáng nay đã được tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Ngũ Hành Sơn tổng hợp trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của quận và phường thì được lãnh đạo quận và địa phương trả lời cử tri ngay tại buổi tiếp xúc.